Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Hôm nay cửa hàng DVH rất vui mừng được đón tiếp chú Bình. Chú Bình là một khán giả rất là thân thuộc của cửa hàng DVH rồi. Chú Bình đến từ Vĩnh Phúc và anh trai Ngọc Anh. Anh Ngọc Anh ơi, đấy, anh trai Ngọc Anh có cái răng khểnh trông rất là đẹp trai. Ông Anh này chắc là nhiều người yêu đúng không? Răng khểnh này chắc là nhiều người yêu rồi. Anh Ngọc Anh đến từ Lào Cai. Lào Cai, anh Ngọc Anh đến với DVH là để lấy 3 cặp A-dây. A-dây từ Neo, từ bát 2 tờ cô 100. Trung ơi, em cầm cho anh cái bát 2 tờ cô 100 cầm đặt ra đây. Đây, cấu hình dàn test. Anh ấy thì là chỉ lấy A-dây thôi. Còn mình vẫn phải đẩy đồ ra để test. Thì cấu hình dàn test ngày hôm nay là đẩy MOF. Đẩy MOF 2.2, 4.18, 2.2 đánh xúc, 4.18 đánh full. Đây thì đang quánh bằng một cặp xúc kép 350. Xúc kép 350, em đặt đây để anh quay cho khán giả. Ok, đây cô Trung nó cầm cái bát 2 tầng côn ra cho các bạn xem. Các bạn nhìn cái cổ côn của nó, nhìn trông nó kinh khủng khiếp không ạ? Nhìn cái côn của nó trông kinh khủng khiếp luôn. Con này oánh mạnh kinh khủng, oánh không bao giờ lo cháy các bạn nhé. Bát này oánh bất tử luôn, không bao giờ lo cháy được cái bát này. Đấy, cổ côn nó đổ cái keo này, keo AB nó là cái keo trộn, cứng kinh khủng luôn, không bao giờ lo tụt cổ. Nhẹn căng đét luôn, nhẹn màu vàng chanh nhá, rất căng. Đấy, cấu hình ra đồ test ngày hôm nay thì do súp này, hai con súp này đang cọc cạnh. Hôm qua đang lắp bát vào để oánh nháp thử các bạn. Con này thì con súp này súp từ neo côn 125 này. Con bát này rất đẹp, bát này thì đẹp hơn bát ở dưới. Bát ở dưới là bát từ tường, mình lắp vào là để mình oánh nháp thử thôi, để xem con nào ok hơn. Thì là cái con bát từ neo về oánh tiếng nó vẫn trội hơn, nó trội hơn nhiều so với con từ tường. Con neo kia nó oánh được 10 phần, thì con từ tường này thì oánh chỉ được đổ 6 điểm rưỡi 7 điểm thôi. Thành ra là mình chắc là mình sẽ loại bỏ, mình sẽ không lắp cái bát từ tường nữa, sẽ chuyển hết ra làm bát neo. Neo B vừa nhẹ mà tiếng nó mạnh lắm. À em ơi, em vào cầm cho anh cái mẫu bát neo, cái bát 50 của anh chụp ấy, cầm ra đây cho anh để anh quay cho khán giả xem luôn. Ok, bây giờ DVA sẽ lên một chút nhạc nhẹ buổi sáng. Bây giờ mới là 9 giờ sáng. Đấy, anh Ngọc anh ấy đi từ rất sớm, anh đi từ sáng tới 4-5 giờ sáng anh đã đi rồi. Bây giờ sẽ lên một chút nhạc buổi sáng để test nhẹ nhẹ. Và mời các bác cùng đón nghe nhá. Anh ấy đang nghe điện thoại, ok. Nghe xong điện thoại mình sẽ test một chút nhạc cho các bác xem. Đây, cái con ba súp đang lắp này, các bác nhìn này, cái củ nó trông rất là kinh khủng. Con này là côn 125 nhá. Nó là hai nhện, một nhện trên, một nhện dưới đấy. Như đây là mình chỉ nhìn thấy cái nhện trên nó căng đét luôn. Củ này, em nhấc chơi củ ra cho khán giả xem. Cái củ nhìn trông khủng khiếp luôn. Từ neo mà trông nó to gần bằng từ thường luôn. Và con này thì không phải là cài dây mà là chúng ta phải hàn trực tiếp vào đây để đảm bảo là không bao giờ bị mô be xì xè. Đấy, các bác nhìn này, nhìn ở góc độ này nhìn cái củ trông nó mới gấu làm sao. Rất là gấu, nhìn cái mặt thép này. Bài đái nhỉ. Nhìn trông kinh khủng, em quay mặt bát ra đây. Đây, cái mặt bát này thì nó vẫn như là cái bát kia thôi. Như là cái bát trong thùng thôi. Củ keo chống nước nha. Đấy, lắp con bát này oánh rất hay. Thì kìa, đấy, đang lắp ở con súp phía trên. Ok, bây giờ sẽ lên một chút nhạc test nha các bác nha. Về đang dở thì lại có bác khách để xem cái dây 40. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục test cái loa dây 30 ở phía sau nha. Đây này, đây đang cắm dây vào cái loa phía sau này. Là mỗi vế là oánh 3 con. Cái này thì là dòng dây 3 điểm chốt các bác nhá. Dòng này thì dây nó rất là im, không bao giờ bị lo nó sọc sạch gì cả. Này thì im dây luôn, oánh không bao giờ lo bị rung chốt. Tại vì 3 điểm mà, 3 điểm thì nó sẽ chắc chắn. Nó làm này nó khuyết vào đây rất là hay. Các bác vận chuyển nó không bị lòi cái chốt này ra ngoài. Ok, mỗi bên đang test 3 quả. Nào lên nhạc nhá, lên nhạc nào, một tí nhạc buổi sáng cho nó sập sinh, cho nó phấn khởi nào các bác ơi. À, ok, lên nhạc.
con có thể thấy được cái tiếng nhạc nó rất là rõ, cái tiếng nhạc nó rõ và lời nó rõ cực kỳ luôn. Những cái dòng loa này thì cái tiếng micro thì hát là rất sướng. Bass neo 2 tầng côn 100, đập bao phê bao sung sướng luôn, kết hợp với cả xúc kép từ neo nữa thì thôi rồi, đi làm thì không phải nghĩ luôn. 3.000 5.2, quá hầm hố quá gấu luôn. Côn 125, các bạn nhìn cái cổ côn của nó này, nhìn cổ côn nó to nó phát khiếp luôn, rất là khủng khiếp. 12.5 mà cái cổ côn của nó. Nào lên lên nhạc đi em ơi, lên 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 cái nhạc đi. Ok thì anh Ngọc anh ấy lấy thêm cả mấy cái tủ đựng a dây thì DVH báo cáo với toàn thể quý khán giả luôn là tủ này, các cái tủ đựng loa dây thì bên em thì cũng mới nhập về nhưng chưa kịp đưa lên clip để khoe hàng cho các bác xem thì hôm nay anh ấy đã chốt luôn rồi. 3 đôi a dây và 3 chiếc tủ. Cái này thì là cái tủ này thì em đặt là tủ chất lượng rất là xịn sò. Cái tủ này thì nó là cái tủ vân tổ ong nhá, như là cái tủ máy ở chỗ em đặt ấy, tủ ấy rất là cứng và cái bề mặt này nó chống chầy được cực kỳ tốt luôn. Và bánh xe này, cái này là bánh to nhá, bánh này là bánh 10 phân các bạn. Và cao su mềm, các bác đẩy đi thì nó sẽ không bị sóc, đây này, nó rất là mềm. Các bác đẩy đi sẽ không bị sóc, để ấn móng tay vào nó lún này. Nó không bị sóc, đi ở trên cái nền bê tông này nó không sóc sòng sọc ra, nó không sót ruột các bác nhá. Đấy, tủ cũng rất là đẹp, 2.5 triệu một cái tủ này các bác nhá. Ok, bây giờ thì bên em sẽ đóng hàng thôi để cho anh ấy rút quân về cho sớm. Đây, tủ đây các bác này. Đấy, A-Day đi làm các bác mà đặt tủ như này rất là đẹp, không bao giờ lo sơn sát nhá. Đấy, đóng tủ như này vào thì ok luôn, đẹp không, quá đẹp luôn. Đóng khóa vào này, cái này là vân tổ ong này, cái này là phủ melamin chống chảy nhá. Và hai con tủ này thì chồng lên nhau nó làm cái lỗ bánh này kìa, để hai con tủ các bác mà muốn xếp gọn thì sẽ chồng lên nhau không bị chạy con ở trên nhá. Ok, quá đẹp, để ra cho lên thùng thôi, quá đẹp luôn. Hiện tại thì tủ này bên nhà em đang bán là 2.5 triệu một cái, là cái loại bánh to. Còn nếu mà các bác mà muốn tiết kiệm, muốn rẻ tiền hơn thì em có thể làm cái loại mà không phủ vân tổ ong này thì nó sẽ rẻ được hơn 150. Và nếu mà cái bánh này, nếu các bác mà làm bánh bằng bánh nhựa thì giá nó cũng rẻ thêm được 100.000 nữa. Thì tức là nếu mà các bác mà làm cái tủ rẻ thì nó sẽ là 2.250.000, còn nếu cái tủ như này sẽ là 2.500.000. Và thôi, nói chung là tiền nào của ý thôi, mất công đầu tư thì mình mua cái loại nó đẹp, nó ổn định một chút. Nhưng cái tủ này đi làm nó không bao giờ lo chảy xước, chống nước rất tốt. Đấy, tủ, toàn bộ tủ mới này, trong dán xốp nha. Đây, trong dán xốp này không lo xước loa, dán giấy xốp này. Đấy, 2.500.000 một cái tủ này các bác nhá. Em để nguyên túi bóng đấy cũng được. Sao em gà đấy, em chỉ rạch một đường ở dưới để em nhấc nó ra, còn nó túi để trên cho anh cho sạch, về nó đỡ xước hiểu không. Anh chuyển xe đỡ xước. Sau em lấy cái này nữa này Trung ơi, em chỉ cần vén một tí ở đây lên rồi, vén ở đây lên rồi, xong còn đâu để nguyên cái nắp như cái tủ cam nhà mình nhé. Đấy, vén tí lên này là được. Đấy, hôm nay thì anh khách đến từ Lào Cai, anh Ngọc Anh đang nghe điện thoại là lấy ba cặp dây bát 30, cái con này 2 tầng côn 100 tại cửa hàng DVH. Côn của nó thì nhìn thì quá gấu luôn. Đây, các bác nhìn con bát này thì cấm có chê vào đâu được. Các bác nhìn thấy khủng khiếp ạ. 2 tầng côn 100 nhá, nó quấn bằng dây nhôm dẹt này. Dây nhôm dẹt nhá, không phải côn dây đồng đâu. Đây, nhìn kỹ mà xem. Dây nó quấn đứng. 2 tầng côn này thì oánh bao giờ mới chết được con bát này. Không bao giờ lo chết nhá. Dâu này, dâu mềm nhũn luôn. Đấy, dâu rồi. Màng, các bác nhìn cái núm nó to khủng khiếp. Nhìn như những cái loa Mỹ xịn ấy, loa PV hoặc Meyersun ấy. Cái loa này ở Tây họ oánh làm núm rất to tại vì côn nó to mà. Côn nó to đùng ở trong và màng cứng cực kỳ nhá. Con này thì màng phủ keo chống nước, 2 tầng côn đây. Nhìn này, nó làm đẹp không? Nhìn cái củ này không chê vào đâu được. Đấy, nó làm, các bác nhìn nó làm cái tản nhiệt này, cái phần tản nhiệt này, nó làm các cái cánh tản nhiệt vòng quanh này. Quá đẹp luôn. Quánh là nó nóng là nó sẽ tản nhiệt, nó dùng luôn cái xương này để tản nhiệt cho cuộn dây. Rất là khủng các bác nhá. Cấu hình này thì hiện tại bên nhà DVH thì đang bán với mức giá là 13 triệu. 13 triệu cấu hình này. Đây, anh em nó đang giữ ra để tiếp tục cho đôi nữa vào đây. Bát neo 50 côn 125. Quá khủng khiếp luôn.
xương này là xương của B và C, mẫu xương B và C, màng cũng là màng phủ keo chống nước luôn, chính là cái con súp em lắp ở trên này. Đấy, rất đẹp luôn. Mẫu súp kép này cũng là mẫu mới, mẫu này là mẫu giống Audio Center nhá, đập rất là phê pha. Con này tần số cộng hưởng nó xuống được thấp lắm, nó phải xuống được tầm độ 30 hertz. Đấy, tiếp tục đóng đuôi nữa vào tủ. Anh Giai ở trên Lào Cai lấy loa về làm loa đài đám cưới các bác nha. Đấy, các bác thấy mua cái tủ này đi làm rất là tiện, không lo xước sát gì cả nha, không bao giờ lo xước sát. Đây, anh Giai, anh Ngọc Anh có cái dáng khỉnh rất là xinh, dạ nhờ, xin lỗi, rất là đẹp trai. Đấy, đi làm này, bê này lên xe ngon không, rất ngon lành luôn, quá ngon lành, quá đẹp luôn các bác nha. Ok, đấy các bác mà quan tâm tới loa array rồi tủ máy các thứ thì vui lòng nhấc máy Valo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng các bác nhé. DVH xin phép dừng lại clip tại đây. Con này làm thanh nhôm trông cũng rất là dày. Này cái thanh này, các bác nhìn cái thanh này, nhôm làm dày dặn, trông nó chắc chắn lắm. Loa này 22 cân một chiếc rồi, không phải bê đâu. 22 cân một chiếc loa này, đi làm cực kỳ nhẹ nhàng mà tiếng này oánh thì mắc to luôn. Đấy các bác nhìn cái củ bát nó như vậy mà oánh không to không được. Và tép neo côn 75 dây nhôm rèn các bác nhé. Ok, xin phép dừng lại clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả thân mến.